Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu cái bộ bản đồ lắp ghép thế giới của hãng đồ chơi gỗ thông minh Funko. Đây là chiếc bản đồ thế giới có kích cỡ tương đương với tờ giấy A3 và được làm bằng gỗ. Bề dày cái này chắc là khoảng 1 cm. Đây là cấu tạo của bản đồ thế giới. Đây thông tin về cái sản phẩm bản đồ này, gọi là bản đồ CLAP, tranh lắp ghép bản đồ thế giới kích cỡ A3. Giá bán chính hãng là 538.000. Còn nếu các bạn mua tại Gia Dụng Nhà Việt thì các bạn sẽ được chiết khấu với giá tốt hơn. Đây là sản phẩm đã được chứng nhận an toàn với trẻ em. Đóng gói chúng ta sẽ được ép plastic như này. Đây nó sẽ bóc ra để xem các cái mảnh bản đồ này ra làm sao. Điều đặc biệt của cái bản đồ gỗ này là chúng ta thấy khi mà bóc ra ấy, các bạn sẽ thấy cái phần miếng lắp ráp này không bị rơi ra, kể cả bạn đặt đứng như này. Có nghĩa là nó được dính bằng nấm châm. Chúng ta chơi xong có thể treo lên tường như là một bức tranh. Tại đây các bạn sẽ nhìn thấy bố trí của các cái châu, gồm có châu Mỹ này, đây là châu Âu này, châu Á, châu Phi và châu Úc. Bố trí các mảnh này các bạn có thể tách ra để ghép lại được. Và khi mà tách ra thì chúng ta cũng có cái phần gợi ý ở dưới này chúng ta ghép lại. Tại mỗi cái mảnh thì chúng ta đều thấy là có in hình ảnh đặc trưng của cái khu vực đó. Ví dụ đây là Greenland thì có những cái cây thông này và ông già Noel này. Hay là cái mảnh này thì là có thủ đô Moscow ở Liên bang Nga. Hay là Thụy Điển. Còn đây là châu Phi thì có sa mạc Sahara. Rất là đặc trưng. Và chúng ta có Việt Nam ở chỗ này. Là cái mảnh ở đây. Phần dưới này cũng được in rất là đẹp. Còn đây là châu Úc, cũng gồm các mảnh. Và châu Úc thì bạn nhìn thấy con kangaroo. Còn châu Úc các bạn nhìn thấy con kangaroo là New Zealand. Rất là nhiều mảnh. Với các mảnh ghép này thì các bạn có thể tạo ra nhiều cái trò chơi vui, như là xem ai lắp ghép được châu Mỹ này, hay lắp ghép châu Phi này, hoặc là tìm hiểu xem đặc điểm của từng châu lục nó như thế nào. Toàn bộ cái bản đồ này có kích cỡ từ giấy A3. Phía dưới này là các bạn nhìn thấy là có gắn sẵn nam châm, dính rất là chặt vào cái mặt bản đồ này. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái bộ lắp ráp bản đồ thế giới bằng gỗ, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.